Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong các ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2024 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 49. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Đắk Lắk, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện một số gói thầu, dự án do Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh; Vũ Văn Khánh, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Phạm Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh; Cao Ngọc Phúc, Bí thư chi bộ, Phó ban phụ trách ban điều hành dự án nhóm A và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí Phạm Thanh Bình, Cao Ngọc Phúc, cảnh cáo Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng ủy, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Cao Tường Huy. Khiển trách Đảng ủy, Sở Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Vũ Văn Khánh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Nguyễn Xuân Ký. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn 2019-2020, Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió, một số cán bộ đảng viên, trong đó có cán bộ chủ chốt của tỉnh, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải thi hành kỷ luật. Trách nhiệm cá nhân đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về các đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk; Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lâm Tứ Toàn, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng;
Bùi Thanh Lam, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Văn Hạ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, Bùi Văn Từ, Trưởng Ban Quản lý Dự án các khu công nghiệp tỉnh và một số tổ chức đảng đảng viên khác. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng các ông Phạm Văn Hạ, Bùi Văn Từ, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng ủy, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk các nhiệm kỳ 2015-2020-2025, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2021-2026, Đảng ủy các sở Công Thương, Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Sở Xây dựng các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và các ông Phạm Ngọc Nghị, Nguyễn Tuấn Hà, Lâm Tứ Toàn, Bùi Thanh Lam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2015-2020 và ông Bùi Văn Cường. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm được chỉ ra, kiểm điểm xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng đảng viên có liên quan theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Hà Nam, Thái Bình, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Xuân Đông, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy chế làm việc trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện một số dự án đầu tư, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Ông Nguyễn Viết Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Bình đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10, trung học phổ thông năm học 2024-2025 của tỉnh trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đến mức phải thi hành kỷ luật. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí Nguyễn Xuân Đông. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Viết Hiển. Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước tiếp tục phát huy ưu điểm, khuyết điểm, nghiêm túc khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ quản lý, sử dụng đất tại các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước và kê khai tài sản, thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tiếp tục phát huy ưu điểm, kiểm điểm nghiêm túc, khắc phục kịp thời các vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ trong quản lý, sử dụng đất tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư và kê khai tài sản, thu nhập. Xem xét kết quả việc khắc phục vi phạm, khuyết điểm sau kiểm tra giám sát của một số tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các tỉnh Thái Bình, Bình Thuận tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã cho ý kiến về dự thảo hướng dẫn công tác kiểm tra giám sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, giải quyết khiếu nại kỷ luật hai trường hợp, xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác. Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Quang Huy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa, nguyên Trưởng Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ,
ngày 29 tháng 10 năm 2024 tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy ông Lưu Quang Huy, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Hạ Hòa, nguyên trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng. Dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan đơn vị công tác. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lưu Quang Huy. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Trong 9 tháng qua, Đảng bộ tỉnh Bến Tre có 95 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trung bình mỗi tháng có hơn 10 trường hợp vi phạm bị xử lý. Năm ngoái, 124 đảng viên bị kỷ luật. Thông tin từ Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre cho biết, từ đầu năm cho đến nay, số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật giảm 23,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, trong 9 tháng qua, Đảng bộ tỉnh Bến Tre có 95 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trung bình mỗi tháng có hơn 10 trường hợp vi phạm bị xử lý. Năm ngoái, 124 đảng viên bị kỷ luật. Trong số các đảng viên bị xử lý kỷ luật có 32 cấp ủy viên các cấp, 56 đảng viên bị xử lý hình thức khiển trách, 81 đảng viên bị xử lý cảnh cáo, 21 đảng viên bị khai trừ ra khỏi Đảng. Đối với cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 49 đảng viên, Ủy ban Kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật 46 đảng viên. Ngoài ra, còn có 21 trường hợp bị xử lý theo pháp luật, trong đó có 15 trường hợp bị phạt tù, kể cả án treo, xử lý khác 6 trường hợp và 12 trường hợp bị xử lý hành chính. Cũng theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, trong 9 tháng qua, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.212 đảng viên mới, đạt 101% chỉ tiêu nghị quyết năm 2024. Tính từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ Bến Tre kết nạp được 5.290 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết cả nhiệm kỳ đặt ra.